Đây là bức tranh Bách Điểu Triều Phượng có một cái kiểu dáng hầm hố nhất từ trước đến nay. Bách Điểu Triều Phượng miêu tả chính là về vẻ đẹp của đôi chim Phượng Hoàng. Trong đó, con Phượng là con trống đứng ở giữa tranh, to lớn, uy nghi. Còn con Hoàng là con mái đứng ở bên dưới, e ấp. Xung quanh là những loài chim khác đua nhau bay về, mừng vui cuốn quýt bên đôi chim Phượng Hoàng. Với đặc điểm là chúa tể của các loài chim, chúng tôi đã thiết kế con chim Phượng đang dang đôi cánh rộng hết cỡ để thể hiện cho sức mạnh và vẻ đẹp rực rỡ mà nó chính là sự kết hợp của những cái tinh anh của các con khác như là đầu gà, hà mén, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá và cánh của khổng tước với 5 màu, cao 6 thước, một chân đạp vào mây, một chân co lên trong tư thế nhẹ nhàng bay giữa không trung. Tranh Bách Điểu Triều Phượng tượng trưng cho những điềm lành, sức sống mãnh liệt, vẻ đẹp thánh thiện và quyền uy tuyệt đối, sự nghiệp hanh thông, địa vị tôn quý, con cháu sum vầy hòa mục, đỗ đạt thành công, rất phù hợp để treo tại phòng khách cho những người tuổi Dậu.